rõ ràng á ha, thì mình sẽ thăm khám hormone trực tràng để mình tuyết serectan, thăm khám hormone trực tràng để mình sờ vô cái túi cùng đu la á coi nó có đau hay không, được chưa? Ba cái ha. Rồi ngoài ra một số cái nó không có khu trú ngay cái chỗ này ha, mà nó là từ cơ quan tiêu hóa ở phía trên nó xuống, ví dụ như trong trường hợp sao xuất huyết tiêu hóa ha, thì mình cũng phải thăm khám trực tràng coi coi cái phân ở dưới, cái phân ở dưới trực tràng á là máu đỏ hay là máu đen, được chưa? Rồi cái thứ hai ha là muốn thăm khám tiền liệt tuyến của bệnh nhân nam thì phải thăm trực tràng. Cái thứ ba là thăm khám ở cơ quan sinh dục của nữ ha, cũng phải thăm trực tràng, đặc biệt là những chị em phụ nữ mà chưa có gia đình, mình không có tuyết xe vaginal được thì mình phải tuyết xe rectal, biết không? Tuyết xe là từ tiếng Pháp ha, tuyết xe là từ tiếng Pháp nha, thì vaginal là âm đạo ha, còn rectal là cái trực tràng vậy thôi ha. Tách ra cái chữ tách ra là sờ á ha, thì tiếng Pháp nó là tuyết xe ha. Ở bên mình thường xài mấy cái từ tiếng Pháp nhiều lắm ha, theo đa số cái y của mình là theo cái hệ tiếng Pháp nên xài từ tiếng Pháp nhiều lắm. Rồi được ha, vậy trong những trường hợp đó thấy bắt gặp cái trường hợp giống vậy thì phải đi thăm trực tràng ha. Rồi tư thế thăm trực tràng sao thì trên hình có đó ha. Những tư thế phổ biến nè, thứ nhất là tư thế sản phụ khoa, cái bàn sản phụ khoa nằm ở bên kia kìa. Đó, cái bàn đó là cái bàn sản phụ khoa đó ha. Mình sẽ ngồi đặt cái hậu môn ngay cái lỗ á, cái lỗ cái khuyết á, thấy không? Cái hậu môn là đặt ngay cái lỗ khuyết ha, hai cái chân chấm lên hai cái càng đó để sai rồi, hai cái càng đó di động được á ha, sẽ xoay ra để giống như tư thế của con ếch vậy ha. Thì mình gọi tư thế đó là tư thế sản phụ khoa. Rồi ha. Cái tư thế thứ hai là tư thế bệnh nhân nằm nghiêng ha, nghiêng trái hoặc nghiêng phải. Vậy tại sao nghiêng trái, khi nào nghiêng trái, khi nào nghiêng phải? Khi nào mình nghiêng trái, khi nào mình nghiêng phải? Nghiêng trái hay nghiêng phải phụ thuộc vô mình thuận cái tay nào ha, bác sĩ thuận cái tay nào bệnh nhân phải nghiêng cái hướng ngược lại ha. Bác sĩ thuận tay phải bệnh nhân phải nghiêng trái, giống như cái tư thế này là đang nghiêng gì? Nghiêng trái nè, cái tay mình khám là sao vậy nè, đúng không? Anh có thể khám tay trái được không? Thấy nó kỳ cục không ha? Khám vậy thấy nó khó hơn đúng không ha, khám vậy thì nó thuận chiều hơn đúng không? Vậy nếu mà ai thuận tay trái thì sao? Cho bệnh nhân nghiêng phải thì mình sẽ thuận hơn, hiểu không? Nghiêng trái nghiêng phải là vậy ha. Rồi mục đích để vậy thôi. Rồi được ha. Rồi đây là thăm khám ở vùng nhạy cảm đúng không? Do đó có hai chuyện, chuyện thứ nhất là nơi khám phải kín đáo, chuyện thứ hai nghĩa là kín đáo ha, có người thứ ba hỗ trợ ha. Và người thứ ba phải là cùng giới với cái người này nè, cùng giới với bệnh nhân ha. Rồi cái chuyện thứ hai là gì? Phải giải thích cho người ta đúng không? Phải giải thích kỹ càng ha. Mình phải giải thích là bây giờ mình sẽ thăm khám hậu môn trực tràng ha, để coi có vấn đề gì ở vùng hậu môn trực tràng hay không. Khi mà mình thăm khám mình sẽ có hai bước, bước thứ nhất là mình sẽ coi ở bên ngoài, bước thứ hai mình sẽ dùng tay để mà đưa vào phía trong hậu môn ha, phải giải thích cho người ta rõ ràng để người ta biết ha. Rồi bắt đầu ha, cho bệnh nhân nghiêng qua bên trái rồi bộc lộ cái vùng cần khám ra, thì mang găng vô. Rồi có hai chuyện, hoặc bây giờ muốn thăm khám phía ngoài á thì sao? Mình sẽ banh ra phía ngoài đây mình coi nãy gì đúng không ha, mang cả hai tay hai găng ha, chứ không phải một găng, banh ra phía ngoài coi. Thì cái này có thể nhờ điều dưỡng hỗ trợ ha, banh ra cho mình coi
coi phía trong ha. Cái thứ hai nữa là có thể kêu bệnh nhân một tay đây nó trống mà đâu làm gì đâu ha, kêu ta tự kéo cái họng kéo cái mông của người ta lên ha, ta sẽ cầm vậy nè, ta kéo lên vậy nè ha, vậy là banh rồi đúng không ha, mình sẽ quan sát ha. Rồi quan sát phía ngoài da xung quanh hậu môn được chưa, quan sát thì nó có những bệnh lý gì thường gặp, trĩ không có thấy ra được ha, trĩ thường là nó ở trong nó xa ra ngoài đúng không à, thì thường á mình thấy là gì, cứ đụng thấy hậu môn là trĩ, thấy gì, thấy được nứt hậu môn nè ha, banh ra vậy nè, có thể thấy được hậu môn nó bị xước bị nứt ha, có thể thấy gì nữa, giò hậu môn ha, nó có những cái lỗ giò xung quanh ở đây nè ha, mà tiết dịch vàng trĩ ngoại ha, rồi là những cái thường thấy ha. Còn thí dụ mà ở những bệnh nhân mà trĩ mà nó xa ra ngoài á ha, thì thường á là mình phải coi cái ranh giới giữa cái mép hậu môn đây nè với lại cái búi chỉ nó có liên tục hay không, nếu mà cái ranh giới này nó liên tục với cái búi chỉ là trĩ ngoại ha, đúng không? Còn thí dụ mà nó ở trong nó xa ra, nghĩa là ở đây nó có cái nếp để mà mình có thể đưa tay vào được á, thì nó là trĩ nội. Ngoài ra nó còn có trĩ hỗn hợp nữa là rừa nội rừa ngoại ha. Thì khi mà bệnh nhân nói là bệnh nhân có cái khối xa ra ngoài hậu môn á, thì tốt nhất là mình sao kêu bệnh nhân vô nhà cầu ngồi xổm để cho cái khối đó nó xa ra để lên khám, tại mình muốn khám cái khối đó mà đúng không ha. Thì thí dụ nó chui vô trong sao khám được, kêu người ta ngồi xổm cho nó xa ra ngoài để cho mình thấy được coi người ta bị bệnh gì ha. Có thể là trĩ, có thể là xa trực tràng, hai cái đó khác nhau ha. Rồi thì banh ra coi, quan sát phía ngoài đồ coi nó sao ha. Dạ khi mà mình banh ra một cái á, hoặc là lấy tăm bông hoặc là lấy tay cũng được, chạm nhẹ vào cái hậu môn này một cái ha, thì nó sẽ có phản xạ ho cái hậu môn lại một cái ha, nhíu hậu môn lại một cái. Rồi vậy là xong khám ngoài vậy thôi, khám ngoài không có sờ nhiều ha, chủ yếu là nhìn thôi ha. Rồi sờ một cái khám phản xạ. Rồi ở ngoài thì nhìn, và ở trong thì sờ, đâu còn cách nào đâu, đâu nhìn vô trong được đâu. Nhìn vô trong là mình sử dụng nội soi á, là mình nhìn rồi đó ha. À. Giờ mình có nội soi trực tràng á, là chẳng qua nó là gì, nó là kiểm tra lại cái việc mà mình khám nha. Mình khám là mình cảm nhận bằng xúc giác, còn cái kia là cảm nhận bằng thị giác ha, kiểm tra lại cái nào tốt hơn. Xúc giác. Tùy cái ha, à, không phải lúc nào là chúng cái tầm bậy. Rồi. Chúng có tầm bậy. Giờ mình khám nè ha, bệnh nhân cái lưng của bệnh nhân đây ha. Rồi, khi mà mình đưa tay vào á thì mình sao? Đưa tay theo sao? Đừng có đưa tay vậy ha, tại cái bề dẹp của cái tay của mình nó vậy nè. Không? À, do đó nên đưa tay á, thì mình xoa cái gel này nè xung quanh cái lỗ hậu môn của người ta, cho người ta quen với lại cái cảm giác sờ chạm vô cái lỗ á, nó ít bị kích thích ha. Rồi sau đó mình sẽ đưa vào từ từ ha, đưa vào trong ha. Rồi các bạn sẽ có cảm giác là khi mà mình đưa vào trong á, thì các bạn nhìn vô cái hình của mấy bạn đi, cái hình mà dở ra đưa cho mấy bạn nhìn chung. Có anh có in ra có 5 bản nè ha. Thì ở phía ngoài, sau đó mình vô cái này là cái ống hậu môn ha. Cái này nè mấy bạn, cái đoạn này nè là cái ống hậu môn ha. Thì khi mà mình đưa bắt đầu qua tay qua khỏi cái ống hậu môn á, thì nó sẽ có cảm giác là giống như vô một cái hang trống. Nó giống như cái đồng hồ cát vậy đó, đúng không? Mình cứ tưởng tượng giống cái đồng hồ cát, mà mình đưa cái tay qua cái eo của cái đồng hồ cát đúng không? Thì khi mà qua khỏi cái eo của đồng hồ cát rồi thì nó phải trống, hiểu không? À, thì nó cảm giác là bó cái tay vậy nè, tự nhiên qua khỏi cái tay của mình không có bị bó nữa mà bó khúc dưới thôi, còn cái đầu ngón tay thì nó trống ha. Rồi đưa vô, vậy là mình sẽ qua khỏi cái ống hậu môn rồi ha, thì mình phải thăm khám cái ống hậu môn ha, mình miết xung quanh cái ống hậu môn coi có vấn đề gì không ha, khám xung quanh cái ống hậu môn một vòng ha, được chưa? Khám đủ vòng cái ống hậu môn ha. Rồi thì sau đó mình sẽ giờ là mô tả là chủ yếu ha, mô tả cảm giác ở trong trọng thấy cái gì ha. À, thấy coi có sờ thấy cái nó ống hậu môn có polyp gì hay không, có cục gì nhô lên hay không ha, vị trí mấy giờ rồi vậy đó ha. Đúng rồi, rồi.
Sau khi mà đưa vô được rồi thì mình sẽ sao? Kêu người ta nhíu lại cái để coi tình trạng cái cơ thắt của cơ vọc hậu môn á nó có tốt hay không ha. Rồi chị nhíu lại cái đi chị. Cái này nhíu lại cái ha. À, cái mình thấy nó siết lại thích ha, chứng tỏ là cơ vọc hậu môn còn hoạt động thôi nha, tốt hay không chưa biết ha. Rồi tùy theo cái độ khích vô cái tay nữa, rồi mình sẽ khám cái cơ vòng đó. Mình khám cái cơ vòng cái giống như là mình cứ tưởng tượng là mình lấy cái cọng dây thun mà mình cột vô cái eo của cái nãy mình nói cái đồng hồ cát rồi đó ha. Thì mình sẽ khám cái xung quanh cái đó. Đúng không? Một tay bóp vậy nè, tay ở trong thì móc vậy nè, tay hai ngoài bóp vậy nè ha. Bóp xung quanh coi coi nó mềm hay là nó sượng cứng. Ví dụ mà nó có cái chỗ nào mà nó giò á thì nó sẽ sượng cứng ha, được không? Giò hậu môn á, ha. Rồi ha, thì sau khi mà mình đánh giá cái cơ vòng xong rồi đó thì mình sẽ đi tay sâu vào trong nữa để mình kiểm tra cái trực tràng ha. Kiểm tra cái trực tràng cũng vậy thôi, đi vô thì nó sẽ trống trơn ha, ha. Vô một cái khoang trống đây nè, dở lên đi, dở ha. Mấy bạn thấy cái trực tràng của mình á, nếu mà mình nhìn thẳng á thì là vậy nè, người ta gọi là trực tràng nè, đúng không ha? Là mình nhìn thẳng theo chiều này nè, nên gọi là trực tràng thẳng ha. Nhưng mà thiệt ra á, nếu mà mình nhìn nghiêng á, nhìn mình hướng này qua nè ha, thì nó sẽ cong theo cái xương cùng cục, đúng không ha? À, vậy thì giống như cái này nè ha, mình đi vô đây, nếu mà mình đi thẳng hoài thì mình sẽ không có đụng vô được cái trực tràng, thì mình phải sao? Cong ra phía sau, hiểu không ha? Nghĩa là khám ra phía sau vậy nè ha. Đi thẳng vô hậu môn nè là sẽ đụng vô đây ha, trong khi cái trực tràng nó nằm phía dưới vậy nè, do đó khám phải móc ra phía sau vậy nè, hiểu ha? Rồi ha, rồi móc ra phía sau ha, rồi sau đó cũng quay một vòng thôi ha, coi tình trạng cái niêm mạc trực tràng nó làm sao ha, có chỗ u nào hay không, có polyp gì hay không. Rồi đặc biệt là khi mà khám xong, quay một vòng xong á, ra cái hướng 12 giờ ha, để mình khám ở phía trước vậy nè. Nếu mà bạn nào mà không cảm thấy là làm vậy là không có thuận tiện á ha, ha, mình không có thuận tiện để mình móc vậy nè, mình có thể kêu bệnh nhân sao ngửa lên. Nếu mà ngửa lên thì mình thành khám vậy nè, đúng không, đúng không, thì nó thuận tiện hơn ha. À, đỡ hơn là cái tay mình vậy. À, quen rồi thì cứ như vậy thôi, cứ vậy ha, cứ vòng qua vậy rồi xong cứ vòng qua vậy, được chưa ha. Thì phía trước của cái trực tràng á là cái gì? Rồi mấy bạn nhìn lên đi, ở trong hình của mấy bạn á có vẽ cái mối liên quan ha, nằm ở phía trước á ha. Ha, cái ngón tay của mình nó sẽ không có thọt, mình chỉ thọt lên được khoảng tới đây thôi nè ha, không thể nào mình thọt sâu hơn được nữa ha. Do đó nên phía trước của mình đa số mình sờ thấy là gì, nếu mà ở nam sẽ sờ thấy cái tiền liệt tuyến, được chưa ha. Còn ở nữ sẽ sờ thấy cái cổ tử cung cao dữ rồi. Cái cổ tử cung ha, à, nghĩa là ở phía trước của nam mình sẽ sờ thấy cái tiền liệt tuyến, ở nữ sẽ sờ thấy cái cổ tử cung ha. Còn nếu mà bạn nào tay dài á thì có thể là vượt lên khỏi cái tiền liệt tuyến, có thể sờ thấy được cái hai cái túi tinh nằm ở mặt sau lưng của cái bàn quen ha. Rồi còn túi cùng đu la á mấy bạn, đa số là bình thường mình sẽ không sờ thấy, nó giống như cái bịch ni lông mà mình bị ép lại vậy đó, nó không có dịch á thì giống như bịch ni lông ép lại nhà, bình thường mình không sợ thấy. Nhưng mà khi mà nó có máu, có dịch, có mủ gì đó thì nó giống như là bịch ni lông chứa nước rồi đó, thấy không, bịch ni lông chứa nước thì nó sẽ phình ra mà nó mềm mềm giống vậy á ha, nó sẽ trì xuống, bên đây ha. Do đó mình sẽ sờ vô thì bệnh nhân sẽ thấy đau ha, và mình sẽ sờ thấy được cái túi cùng đu la nó bị nề, hiểu không, hiểu được không, giống như sờ vô cái bịch nước rồi đó ha, thì nó nề ứng vô cái ta đu la, cuối cùng đu la đau ha, người ta kêu đau quá rồi, được vậy chưa. Rồi hả, mấy cái nốt đó đó hả, ý người ta muốn mô tả cái mũi chỉ á ha. Vậy em mới thấy cái mũi
chỉ ngoại là nó phải liên tục với lại cái nha phía ngoài đây nè. Nó làm liền cái này luôn. Tại cái này nó là mô hình nên mình không có thấy rõ cái niêm mạc hậu môn ha. Còn ở người thật á, mình banh ra cái là mình thấy được cái niêm mạc hậu môn với lại cái da ở phía ngoài á là nó khác nhau hoàn toàn à. Về á kiếm thứ nào á nó cho mình khám á, thịt nó ok. Rồi. À, vậy nè, muốn khám hậu môn trực tràng tốt á, mình phải có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là mình phải biết được kích thước ngón tay của mình bao nhiêu. Tại tay có người ngắn người dài đúng không? Đâu có biết được ha. À, giống như ngón tay anh đo rồi là 7 cm. Ha. Thì lấy cái thước về đo cái là biết chứ gì. Để ví dụ mà giống như giờ mình khám vô vậy nè ha, mình banh ra vậy nè ha, cái mình khám vô cái mình sờ vô cái mình thấy được cái u đi chẳng hạn, thì sao mình biết được cái u này cách cái bờ hậu môn bao nhiêu? Mình phải ước lượng được nó khoảng bao nhiêu so với cái tay của mình ha. À, còn ví dụ sờ vô mà không đâu có nhét cái thước vô được đâu, nhét cái thước vô cũng đâu biết khi nào nó đụng đâu, phải sờ vậy để biết được nó khi nào ha, để sẽ biết được kích thước của cái tay. À, nó thí dụ nằm đây là khoảng nhiêu, nó nằm đây là khoảng nhiêu ha. Rồi cái thứ hai nữa mình phải chú ý cái mô tả của cái u á, mình cứ tưởng tượng cho bệnh nhân nằm ngửa lên vậy nè ha. À, thì ở phía hướng này nè sẽ là chuẩn 12 giờ, phía này sẽ là 6 giờ đúng không ha, phía bên trái bệnh nhân sẽ là 3 giờ đây nè ha, và phía đây sẽ là 9 giờ ha. Và lấy cái tư thế này làm chuẩn, giờ cho dù bệnh nhân bất cứ xoay tư thế như thế nào đi nữa ha, mình cũng mô tả theo tư thế chuẩn này ha. Nghĩa là giờ ví dụ bệnh nhân nằm vậy đi ha, được chưa, mà mình mô tả mình sờ mình thấy cái u nó nằm bên đây ha, thì là đang là 12 giờ của tư thế này đúng không, nhưng mà mình vẫn nói là nó là 9 giờ hiểu không ha. Sờ thấy u ở vị trí nè ha, từ mấy giờ tới mấy giờ, cách bờ hậu môn bao nhiêu cm? 2 giờ ở đây. Đây thủng thôi. Trên này 12 giờ đúng không? Đúng rồi. Còn ở đây là dưới này. Đúng rồi. Nghĩa là dưới sẽ 12 giờ. Nghĩa là mình quy nó về, phải quy nó về chuẩn hiểu không? Ha. Giống như ở trong cái này nè, sờ thấy khối u nó đi từ mấy giờ tới mấy giờ. Ha. Cách bờ hậu môn bao nhiêu cm? Niêm mạc của nó còn mềm mại đồ hay không? Ha. Có sờ được bờ trên hay không? Được chưa? Mấy cái đó quan trọng ha. Tại sao lại không sờ được bờ trên hả? Tại sao lại có trường hợp không sờ? Tại ngón tay mình ngắn á, mà cái u nó nằm vậy nè, mình sờ được có bờ dưới không mà. Mình không có tròn lên được cái trên. Hiểu không? Mình bị hạn chế á, thí dụ giờ cái u nó nằm ở ngay đây đi. Ha, cái u nó nằm đây, tưởng tượng cái tay anh vậy nè đúng không? Ha, cái ống hậu môn vậy nè. Giờ mình sờ được, có đụng được cái này à, mình đâu có chồm lên được phía trên nữa đâu. Đúng không? Ha, con tay ai dài thì chồm lên trên được. Đúng không? Ha, thí dụ sờ được bờ trên thì mình mới mô tả được kích thước của nó. Mình tính vị trí của nó là từ cái mép dưới của cái u đó cho ra ngoài hay là sờ trên? Ha? U khoảng cách á, khoảng cách ra tới lỗ hậu môn. Đúng rồi. Là cái mép dưới. Đúng rồi. À, ha, sờ được u cách bờ hậu môn bao nhiêu cm là cái vị trí bắt đầu sờ được. Ha, từ mấy giờ tới mấy giờ ha, có sờ được bờ trên hay không, nếu mà sờ được bờ trên thì phải mô tả là bờ trên cách bờ hậu môn bao nhiêu cm để người ta ước lượng được ha. Rồi mềm mại hay không, xung quanh có bị xâm lấn gì hay không ha, có mềm mại hay không phải mô tả, được chưa ha. Rồi mô tả cái tiền liệt tuyến ha, mật độ cái tiền liệt tuyến bình thường nó giống như cái mô lỗ mũi của mình nè ha. À, ở trong có ta trong trọng thì mô tả giống cái mô cái gì đó trong tài liệu mô tả đó. Thì về sờ hoài đi ha, sờ hoài mai mốt biết sờ là sờ lỗ mũi á. Cái sụn trên đầu lỗ mũi nè. À, thì cái mật độ nó chắc khoảng giống vậy á ha, sờ được một lần là không có quên đâu. Ô mô cá tự mình sờ ô mô cá là vậy nè. Nó cũng giống á. Không mũi bà bị gì. Rồi sao mũi bà mẹ. Rồi được chưa? Rồi mô tả rồi vậy thôi.
Dạ. Rồi xong rút ra ha. Khi mà sau khi mình tút xe xong thì mình phải rút tay ra. Rút tay ra thì mình đưa ra, mình coi coi có máu, có mủ, có cái gì theo găng hay không. Ví dụ bệnh nhân có thể áp xe ở trong đúng không? Khi mà mình bóp vậy nè, ha, lúc mà mình bóp mình sờ mấy cái gì đó thì có thể mủ nó ra. Mủ nó chảy vô trong, rút ra sẽ có mủ. Ha, cũng có thể nó đang chảy máu á, mình rút ra mình thấy máu. Ha, cũng có thể á nó bị xuất huyết đi quá trên á. Cái nó mịn như bã cà phê mình rút ra thấy được nó giống như hắc ín vậy ha, mịn giống bã cà phê. Ha. Vậy thôi ha. Cục đây là cái người ta muốn mô tả cái chỉ á ha, nhưng mà bình thường không có thấy ha. Mô hình này thì có mô tả u sao? Cái mô hình này có u nè, có mô hình nó sẽ không có u. Mô hình này sờ thấy